Những lễ nghi đồng nhân nhất định phải biết khi hầu thánh. Trong nghi thức hầu bóng, hầu đồng, thường các vị thánh nhập đồng bao giờ cũng là các vị thánh làm những điều tốt lành, phù hộ cho thanh đồng và các con nhàng đệ tử làm ăn may mắn, chữa khỏi bệnh tật, trừ được rủi ro. Bởi lẽ các vị thánh đó lúc sinh thời đều là những người tài giỏi, đạo cao, đức trọng và có vị trí cao trong xã hội, đã từng có công với nước, với dân. Trong nghi lễ hầu đồng, bao giờ cũng có nghi thức xin thánh nhập đồng. Đây là một nghi lễ dân gian được lâu đời truyền lại, cần được phân biệt rõ với các hình thức nhập hồn khác, như nhập hồn không tự nguyện của người bị vong nhập. Trước khi hầu, thanh đồng thường phải thông qua người chủ đền để làm lễ cúng chúng sinh và lễ thánh. Với lễ chúng sinh, đồ lễ được đặt trên mâm như quần áo, tiền lá vàng, thỏi bạc, cháo và các loại bánh, để cúng các vong hồn không có người thừa nhận, không có người hương khói. Trong buổi hầu đồng, thanh đồng đều có người trực tiếp giúp việc, đặc biệt phải có là hầu dâng và cung văn. Người hầu dâng giúp thanh đồng các công việc như thắp hương, lên khăn áo, chỉnh trang đầu tóc, thay lễ phục cho thanh đồng sau mỗi giá hầu. Người giúp việc thường ngồi hai bên cạnh thanh đồng trước bàn thờ thánh. Trang phục của họ thường là áo dài đen, quần trắng, đội khăn xếp nếu là nam, mũ, áo dài nếu là nữ. Tuy nhiên, tùy theo hoàn cảnh và thời đại, trang phục phổ biến của hầu dâng hiện nay sẽ là những bộ lễ phục với áo bà ba, quần suông ống rộng, vừa hoạt động dễ dàng trong công việc, vừa thanh lịch trang nhã. Cung văn không thể thiếu trong lễ hầu đồng. Họ là những người chơi nhạc và hát văn cho việc trình diễn ở mỗi giá đồng khi thánh nhập. Nhạc cụ gồm có đàn, trống, sáo, phách để dẫn hát trong mỗi giá hầu. Trong mỗi giá đồng, nhạc hát phải phù hợp vào đúng khi thánh giáng, thánh thăng, vân vân. Đặc biệt khi xong các nghi lễ xin nhập đồng, thanh đồng thường phải lấy khăn phủ diện màu đỏ trùm lên đầu để thực hiện nghi thức giáng đồng. Hai tay chắp nén nhang, người lắc lư cho đến khi thánh nhập. Lúc đó tay thanh đồng mới buông nén hương và ra hiệu cho người giúp việc biết thánh nào nhập đồng, thuộc hàng thứ bậc nào để dâng lễ, rượu nước, thuốc lá, vân vân. Và khi đó, cung văn mới bắt đầu tấu nhạc và sướng khúc văn phù hợp với vị thánh vừa nhập. Trong khi thánh giáng, thường có hai hình thức: giáng trùm khăn gọi là hầu trang bóng và giáng mở khăn. Trong hầu hết các gia thanh mẫu, thường hầu theo hình thức trang bóng. Khi mẫu đệ nhất giáng thì thanh đồng giơ ngón tay báo hiệu, cung văn tụng kinh theo tiếng chuông và mõ. Còn khi thanh đồng dùng mình bắt chéo tay trước trán là báo hiệu mẫu đã xe giá, thăng đồng, cung văn hát điệu xe giá hồi cung. Giáng mở khăn chỉ khi thánh nhập đồng thực sự và xuất hiện cho mọi người thấy. Đây là hình thức dành cho thánh từ hàng quan trở xuống. Trong nghi thức hầu đồng, chúng ta gọi nghi thức này là thánh giáng đồng hay thánh nhập đồng. Tuy nhiên, cần hiểu bản chất thật sự của nghi thức này. Thánh giáng đồng hay thánh nhập đồng trên sập hầu không phải là vị thánh đó nhập hồn hoàn toàn vào thân xác thanh đồng, giống như trường hợp vong nhập, mà khi thanh đồng thỉnh đến giá vị thánh nào, nếu vị thánh đó ứng bóng cho đồng, sẽ về ảnh bóng một ly một lai trên đầu đồng. Để thanh đồng cảm nhận được nguồn năng lượng của tiên thánh ban cho mà tung khăn hầu thánh. Nếu có hiện tượng thánh nhập đồng hoàn toàn thì cũng vô cùng hiếm gặp, và ở ngữ cảnh thánh nhập đồng làm việc chứ ít khi giáng đồng trên sập hầu. Như vậy, trong 36 giá đồng thì thanh đồng thường hầu các vị thánh đã biết rõ về thần tích cũng như vai trò của các vị thánh đối với người trần. Ví như các vị thánh mẫu bao giờ cũng giáng, các quan lớn hay giáng như quan lớn đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ ngũ, chầu đệ nhị, chầu lục, ông hoàng bơ, ông hoàng bảy, ông hoàng mười, cô bơ thoài, cô chín, cô bé thượng ngàn. Thường trong một buổi hầu nhiều nhất cũng chỉ tới 20 vị, ít nhất là 10 vị, còn bình thường là 15 vị. Thường thì khi giáng đồng phải theo thứ tự từ thanh mẫu đến hàng quan, hàng chầu, hàng ông hoàng, hàng cô, hàng cậu. Còn thanh ngũ hồ, ông rắn, tức ông lốt, vong linh tổ tiên giáng sau cùng, mà những vị đó cũng rất ít khi giáng đồng. Hầu ba gia mẫu tuyệt đối không được mở khăn, không có khăn phủ diện màu vàng, không mặc áo mẫu, nếu mặc thì phải có áo bản mệnh ở trong. Gia mẫu đệ nhất, đệ nhị lễ hương sống. Gia mẫu đệ tam lễ hương chín. Phật, vua cha Ngọc Hoàng, mẫu địa,
Mẫu Cửu, Công Đồng Thanh Mẫu. Trong hậu đồng không có hậu Phật, vua cha Ngọc Hoàng và Công Đồng Thanh Mẫu. Áo bản mệnh và khăn phủ diện. Áo bản mệnh và khăn phủ diện là cái gốc trong hậu đồng. Vì vậy mỗi thanh đồng đều bắt buộc phải có. Hiện nay có một số người mặc áo mẫu để hầu mẫu, còn áo bản mệnh được cung lễ khai chứng đàng hoàng thì lại không dùng. Một số kẻ còn ngông cuồng hơn, khác người hơn là dùng khăn phủ diện màu vàng hay các màu sắc khác mà không phải là khăn màu đỏ truyền thống từ xa xưa truyền lại. Ý nghĩa của việc dùng khăn phủ diện và áo bản mệnh, An Lạc Từ Tâm đã có video chi tiết giải thích về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn tìm xem tại video Vì sao phải dùng khăn phủ diện, áo bản mệnh màu đỏ? Ý nghĩa khăn áo bản mệnh của đồng nhân để việc thực hành tín ngưỡng thờ mẫu được chuẩn chỉ, đúng lề đúng lối người xưa. Hầu nhà Trần. Tất cả hội đồng Trần Triều, lục bộ Thánh Ông đều được phong tước cho nên ngự áo đỏ. Riêng đệ nhị vương cô Đại Hoàng Công Chúa ngự áo vàng, cô Thái Bình Công Chúa ngự áo xanh, hầu Đức Ông Đệ Tam mới lên đài thượng. Hầu các quan. Khi các quan về đồng phải đi mạng chéo, thắt khăn chịu phúc hoặc lên nét. Không được đi hiệu đội mũ, vì đó chỉ là trang phục đóng kịch diễn tuồng, không phải trang phục hầu đồng chuẩn chỉ đúng phép tắc. Quan đệ nhất thuộc dòng đi tu, nên khi ngự đồng khai quang làm lễ, không ngự vui hiến tiểu. Quan đệ tứ khâm sai cũng vậy. Khi khai quang bắt buộc phải dùng khăn tấu hương. Giá các quan hoàng, thánh cậu phải lễ 4 lần. Mỗi lễ, lễ 3 vái ở giữa, 2 vái hai bên, 1 vái tất cả. Các giá triển lễ phải dùng khăn tấu hương để cầm hương. Mỗi lần lễ là biểu hiện dâng hương về mỗi phủ 1 lần. Khi tiến lùi để lễ thì lùi 2 tiến 3. Mặt ngẩng lên nhìn công đồng, nhưng khi quỳ lễ phải cúi mặt nhắm mắt. 4 lần lễ không được bỏ hương. Nếu chỉ lễ 1 lần phủ đệ nhất, 3 phủ còn lại dùng khăn tấu hương, thì khác nào có bát mà không có gạo, có cốc mà không có nước. Đó là hành động bất kính. Trừ những vị đồng cựu tuổi cao không đứng lên được, thì phải tiến hương lên công đồng, sau đó dùng tay chống gối đứng lên. Ốm ta già thải, đó là được miễn giảm chứ không phải lệ như thế. Cúng tế trong hầu bóng khác hành lễ trong lễ hội. Cúng tế trong hầu bóng là lùi 2 bước, tiến 3 bước dứt khoát, rõ ràng nhưng hơi nhanh, biểu hiện sự làm việc tâu đối tiến cúng là bóng quan về làm việc. Hành tế trong lễ hội biểu hiện sự đồng tiến và là quan viên chứ không phải bóng quan. Vì vậy đi theo nhịp trống có chủ tế tiến hương tiến hoa riêng biệt. Đó là người Trần cúng tiến lễ nghi. Giá các quan phải gấp khăn tấu hương và châm hương để khai quang chứ không dùng khăn tay hay khăn mặt. Khăn tay khăn mặt chỉ để lau chùi mà không thể để thay thế khăn tấu hương. Quan tuần tiễn đàn phải dài gạo muối. Múa kiếm múa đao không được chỉ thẳng mũi đao mũi kiếm vào công đồng, không được đặt lưỡi đao lưỡi kiếm cứa cổ mình. Tất cả các hành động lễ ngự, làm việc, khăn áo đều phải xin phép và chứng hương. Chứng người, chứng ngựa, chứng voi, chứng tam đầu đều phải phủ khăn tấu hương lên đầu. Sau đó khai quang lễ năm lễ, vỗ vào hông voi, ngựa 3 lần. Các quan lớn, ông hoàng, thánh cậu ngồi khoanh chân xếp bằng hoặc vắt chân trường hũ, đeo hai mạng chéo, nét buộc chữ phúc hoặc khăn mò diều. Các giá chầu bà và thánh cô đều phải quỳ hành lễ, khăn quàng bằng quạt và hương chín. Các giá chầu và các giá cô. Các điệu múa giá chầu giá cô phải nhẹ nhàng. Các chầu phải lên khăn cụ ấu, chữ nhân, nón buồm. Các cô lên khăn hoa, khăn vành dây, nét. Cô bờ có thể lên nét 3 màu. Giá các chầu các cô về khai quang, đứng hiến quạt, hiến hương, chứ không nghiêng ngả không múa. Giá chầu bà đệ nhị và chầu lục về, chỉ giải lộc cho bản đền chứ không đi chợ. Giá chầu năm, chầu bé giải lộc, đi chợ. Giá chầu 10 cưỡi ngựa đeo cờ kiếm, không đi giày. Đầu xuân giá chầu đệ nhị về giải lộc giải hoa. Vào hè giá tiên cô về giải dịch, tức tiền và hoa quả. Các thứ đó không ăn được, phải thả sông hoặc ngã ba đường. Thường thường về giải dịch là giá cô đôi hoặc cô sáu. Bất kể khi hiến tiểu, thuốc hay nước đều phải dùng khăn hoặc quạt che miệng. Giá cô bơ cài tiền đỏ bên hông
và cài một nén hương sống bên tai. Hầu các giá đều không được quay đáy hay chĩa mũi đao, mũi kiếm vào công đồng. Hầu đồng giá thứ nhất phải tung khăn, tẩy khẩu, phải đội bát nhang trước mới được mơ phù. Nếu ốm phải cúng tam phủ thục mệnh trước mới mơ phù. Nơi đội bát nhang là chốn tổ, nơi thờ đó là quan trọng nhất. Nơi mở phủ là mượn cảnh để mở, đây là nơi quan trọng thứ hai. Các cụ gọi là một chốn đôi nơi. Muốn mở phủ phải có thầy khai đàn mở phủ. Mở phủ phải dùng kiếm để mở. Nếu không có căn kiêm trì đổi nước thì quan đệ nhị và đệ tam về mở phủ, gọi là mở chéo. Còn căn kiêm trì đổi nước thì cả bốn quan đều dùng kiếm. Quan đệ nhất và đệ tứ không múa kiếm mà chỉ làm lễ kiếm lệnh để khai phủ thôi. Phủ tượng trưng cho giếng nước của từng phủ, trồng cây, đắp nấm, đào giếng, gieo mầm. Vì vậy phải dùng kiếm để khai phủ chứ không dùng gáo. Làm sao đào giếng bằng gáo được? Người ta gọi là khai phủ chứ không phải gọi theo ngôn từ bịa đặt là động phủ, chọc phủ. Hầu đồng phải có sớ. Nếu một chốn đôi nơi thì phải có sớ bay về các nơi mở phủ, đội bát nhang. Nhưng trước đó phải có lễ đến trình báo. Sau khi hầu xong 3 ngày mới được lễ tạ. Nếu ở xa thì lễ tạ ngay, nhưng khi về chốn tổ vẫn phải lễ bái vọng. Trước khi hầu đồng phải xin phép thánh, thủ nhang, đồng thầy, pháp sư, cung văn và bách gia chăm họ. Hầu xong phải vái tạ Phật thánh và có lời cảm ơn bách gia. Khi định hầu thánh phải đến xin phép thầy, xăm lễ để lễ thánh xin ngày. Khi mời quan thầy, thủ nhang, đồng đền, pháp sư đều phải có lễ đền lễ thánh, sau đó mới mời thầy, mời đồng. Lộc đưa các vị đó và những vị đồng cựu phải được đưa bằng đĩa. Những người làm đồng 24 năm đổ ra mới được gọi là đồng cựu nếu không có điện thờ. Hầu đồng phải nghiêm trang thành kính nhất tâm, vui vẻ hoan hỷ, không giúp bẩy nhau làm những điều không hiểu biết, không nói xấu, lừa đảo nhau, không dựa vào danh nghĩa đồng bóng để làm những việc bất nhân bất nghĩa, không nên so bì ghen tị, hồ nghi, đòi hỏi, tranh giành nhau về lộc thánh ban hơn hay kém. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về lễ nghi và những điều cần lưu ý trong nghi thức hầu đồng. Hy vọng các bạn có thể nắm chắc kiến thức liên quan đến hình thức tín ngưỡng đặc biệt này, phụng thờ tiên thánh đúng lễ đúng lối, xứng đáng là người con đồng chân chính của cửa đình thần.